Đi đâu mất được. Hello, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin kính chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác cần xa nhé. Nãy giờ đưa xe ra cả tiếng đồng hồ tính quay anh chị em và các bạn khi mà trời còn sáng nhưng mà khách đông lắm mọi người ạ. Hôm nay đúng là một ngày kỷ lục luôn, bán 13-14 chiếc xe luôn rồi. Xin gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em và bạn bè gần xa và đồng hành và ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Và cảm ơn những anh chị em bạn bè đã luôn yêu thương cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cũng như yêu thương em nhé. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 2020 thì có một chỗ xe mới về xong và em đang đậu đây chưa kịp quay là có khách lấy luôn rồi đó mọi người. Thì bây giờ em không chờ để mọi người chờ lâu nên em xin phép được quay nhá. Vừa bán được một con xe gì đấy, một con RSX và một con RVX luôn. Đó, thì bây giờ em quay cho mọi người trước khi em giới thiệu xe nhá. Anh Đoàn ơi, lấy cái máy chụp cho em hai cái hình nữa. Đó, một chiếc RSX vừa đi và một chiếc RVX này. Đây thì bây giờ em sẽ bắt tay vào quay xe nhá. Mọi người nhớ like và chia sẻ và đặc biệt bấm đăng ký kênh của em với ủng hộ em với cửa hàng xe máy Thanh Đoàn chuyên mua bán trao đổi các dòng xe máy cũ nằm ở số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, hoặc liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0967424911 hoặc 0906308911 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc. Vì cái số lượng khách kết bạn Zalo quá đông, đôi khi nó đông nó đầy quá nên là mọi người chịu khó gọi điện. Nếu mà có một số anh chị em nào mà hết tiền hoặc khó khăn quá thì cứ nhá máy em sẽ gọi lại cho mọi người để em tư vấn kỹ hơn, mọi người yên tâm nha. Đó, nói thì nói vậy chứ đôi khi cũng là tiền điện thoại công nhân mà đôi khi tiền điện thoại cũng không có luôn. Nên em thì buôn bán nó dư giá hơn nên mọi người cứ nhắn tin hoặc là tôi nhắn tin điện thoại thì em không có đọc được đâu, nhưng mà gọi nó là bây giờ gọi lại dùng cái máy hết tiền gì đấy thì em thể gọi lại hoặc là nhá máy là được nha mọi người. Đấy thì bây giờ đầu tiên là về một chiếc xe cọp, đáng con cọp mà quay hồi sáng. Hồi sáng thì rất chi là đẹp luôn nhưng mà bây giờ hơi tối một tí rồi. Con này là xe mới chạy được 700 mấy chục cây thôi. Đây này. Quá đẹp, lóc đồ trên xe, một chiếc lít. Chiếc lít này đời 2018 và chiều khóa thường nhưng mà xe mua về là cầm đồ không đi mọi người ạ. Đúng cầm đồ không đi luôn, nếu như mà cái xe này mà em quay buổi sáng nó đẹp lắm mọi người ạ. Bây giờ thì hơi tối một chút rồi nha. Con lít này em sẽ bán với giá 29.500.000 chưa bao hồ sơ. Mọi người muốn rút hồ sơ con này thì tầm khoảng 1.2 đến 1.3. Biển số 65E138227. Anh Đoàn ơi, cái chìa khóa xe này đâu nhỉ? Em đi về mà. Ủa em đi về hả? Ủa cái này là chạy được 760 cây thôi nhá. Tại vì xe là giống như xe cầm đồ không đi mọi người, rất chi là đẹp luôn. Đây này, quá xuất sắc luôn. Đây lóc máy này mọi người xem nhá. Ôi dồi ôi, đẹp lắm luôn á này. Đẹp không tì vết luôn nhá. Tại vì nãy giờ khách đông quá, bây giờ quay hơi buổi tối nên là không có nhìn được cái độ đẹp của nó. Có gì thì ngày mai em có thể quay lại con xe này cho quý anh chị em và các bạn được xem luôn. Và tiếp đây là một chiếc Vario 2019-150 này. Xe chạy mấy ngàn cây anh nhỉ? Biển số 60B662649. Xe đã ký giấy về chồng em luôn rồi. Mọi người thích rút hồ sơ sang tên đều được hết nhá. Bây giờ em sẽ nhờ chồng em chạy mấy ngàn đây? 9.000 cây. Và cái giá rất chi là yêu thương luôn này, cực kỳ yêu thương luôn. 45.500.000 cho một chiếc Vario 150. Em nhớ không nhầm thì con này chắc mua mới. Bây giờ giấy tờ xong bao nhiêu con mới này này? 65 triệu. Trời ơi, bây giờ bán có 45.500.000 đồng. Đỡ hơn được 20 triệu rồi nha tất cả anh chị em và các bạn. Xe này thì khỏi chê khỏi bàn luôn. Xe chạy 9.000 cây đời 2019. Một chiếc Vario 150 luôn, 45.500.000. Không mua thì mua xe gì đây, rất chi là siêu rẻ luôn. Đây một chiếc AB đầu bò đây này, bật đèn led lên sáng quắc luôn này. 13.500.000 đồng, bán số rẻ luôn đây này đó. Xe này máy ôm như xe điện luôn. Đấy hai bác, cảm ơn hai bác ủng hộ nhá. Đấy, vừa chốt con đời đích. Đây bây giờ em sẽ thử nổ máy cho mọi người cùng xem. Bao êm luôn, 13.500.000 cho một chiếc AB. Nãy là có một chiếc Mio đầu ở đây này, chưa kịp quay là có khách mua luôn rồi này. Đó, 13.500.000 AB đầu bò. Một chiếc Novo NLX này, con này màu xanh rêu, rất chi là xanh nhớt, rất chi là đẹp luôn. Đó. Trời hơi tối nha mọi người, trời hơi tối quay nó hơi bị mờ đó. Đáng ra là quay phải sớm hơn tí nữa nó mới đẹp được. Tem đồ rin đeo xe đời 2012. Cái đó giờ nói chung là giờ chị nói sang hồi xưa là nhiêu. Anh Đoàn ơi, anh lại có cái xe này cho em cái này.
Còn ẹc á, em nói 28 năm đấy, anh có hồ sơ bao nhiêu nữa? Ông bà báo là mua 26 triệu xong bán 28 năm chưa tính. Có đâu 1 triệu tiền cò thằng kia. Dạ 13 năm anh, chốt luôn đi anh. Không mà em quay trong cái này em đăng lên là coi như mất luôn, thật sự luôn. AB đầu bò che đẹp bán 13 năm. Một chiếc Novo màu xanh cực kỳ đẹp nha. Con này mà quay buổi ngày đẹp lắm. Quay buổi giờ nó hơi bị tối và mờ. Máy êm lắm nha, xe chính chủ luôn. Biển số là 61E118489. Đời 2012 luôn. Em vừa quay mà lo sửa xe về mọi người ạ. Khổ lắm cái hẻm nói chung á. Xe ô tô, xe ra, xe vô. Nên là anh chị em bạn bè đến mua xe thì nhớ chạy ra đến đây là thôi này. Đó, chạy thử là chạy lên cái cổng đó để chạy ngược ra ra. Em cho chạy ra ngoài đường mà tội gì mọi người không chạy. Chạy vô trong này có chó nó cắn nhá. Có khi em quán khách vô đông em không quán hết được á. Bây giờ Novo này em sẽ bán với giá 8.500.000 đồng cho một chiếc Novo siêu cọp. À, em nói thật với anh chị em và các bạn này, mỗi lần mà em quay thế này em nói thật chứ còn mệt hơn làm gì luôn. Tại vì mình phải nói thật, thứ nhất là để khỏi mất thời gian của quý anh chị em và các bạn. Thứ hai là để em nói chi tiết cái xe luôn mà nhiều người, nếu mọi người không yêu thương mà không thích cái xe đấy thì mọi người có thể bỏ qua chứ. Nhiều người không mua được xe mà vào chữ em chối trá luôn. Đấy. Dạ con nào anh? Anh cứ coi trước đi nha, tí em báo giá chứ. Đâu đâu có anh đây kìa. Đây vừa bán được NVX trắng một kìa, kìa. Hôm nay đúng là mưa bán luôn, BS bán luôn rồi. Về Bình Định luôn. Đây này. Vô inox luôn này. Rất chi là đẹp luôn nha mọi người. Tem đồ rin đeo xe luôn nha. Giá bán chỉ 8.500.000 đồng cho con Novo này thôi. Để em kể mọi người nghe thì em cũng trong quá trình mà mình like nói chuyện xe thì đôi khi mình cũng nói chuyện ngoài lấy cho vui. Cái đó hỏi chồng em cái. Ông ngoài hỏi giùm em cái. Ông gầy gầy đấy, chồng em đấy. Giờ chồng mà đấy, không ai biết chồng em là ai luôn, khách vào ra đông quá. Con RSX này thì hôm qua em bán một lần rồi, em kể cho mọi người nghe. Cái bác này là bác lớn tuổi và bác nói là bây giờ không có việc gì làm mà đam mê của bác là xe. Và em nói không nhầm luôn, ngày một ngày thì bác đối một xe. Và không phải đối riêng cửa hàng em đâu, ai cửa hàng nào mà có cái xe nào độc là bác lại cứ đối. Và ngày hôm sau bác lại đối, và con xe này là hôm qua bác mới đối xong, hôm nay bác đến bác bán. Bác bán xong bác lỗ 1 triệu. Tất cả các xe mà ra khỏi tiệm em đều lỗ 1 triệu hết nha mọi người. Lỗ 1 triệu thì bác nói là bữa nào á bác xuống bác mua tiếp. Bây giờ là bác gặp được con xe rim nào đấy 2 mấy triệu bác mua bác đi đấy. Có nhiều người có sở thích lạ thì mình cứ nghĩ đi, đam mê xe còn hơn là ví dụ chồng mình có đam mê xe hơn là đam mê gái gú ở ngoài. Nên là anh chị những chị em phụ nữ chúng mình mà vợ chồng có đam mê xe thì cứ chiều tí nha, chứ đừng có để mà ví dụ nhiều người ta còn đam mê gái sao nữa, đúng không? Thấy chồng mình mà đam mê xe là mừng rồi đấy. Còn bác kia là ngày nào cũng ra đối, không phải đối riêng tiệm em đâu, đối liên tục luôn. Và cái tính nữa chứ, mua xe về liền em báo là bác hay đối xe thì đừng có tân trang gì. Bác thay một bình nhớt mà đi không chịu. Hôm qua mua liền là thay nguyên một cặp phuộc 850 ngàn này. Đó, bác còn nói là nếu ai mua xe này là lời nguyên cái cặp phuộc này. Bác mới thay đúng 850 ngàn cặp phuộc này đó. Đó, giá bán hôm qua hôm nay em mua 9 triệu rưỡi, bây giờ em bán 10 triệu rưỡi. Đó, mua bán cứ rửa rải như em thôi. Chả thế mà nhiều người còn chửi em chối xá. Em xin lỗi là có nhiều người còn chửi em thế. Mày bán xe mày nói tào lao, chó nó mua cho mày. Nói vậy sao được, thì em vừa bán xe em nói vui. Anh chị em nào thấy vui thì vào like, còn nếu không vui thì mình có thể lướt qua các trang khác, đúng không mọi người? Thuận mua vừa bán mà, đúng không? Chứ nhiều khi cũng tội, đôi khi áp lực quay xong á, tối lại là ránh là lên xem bình luận của mọi người này. Nhiều người bình luận mà khen là mừng lắm, tối là ngủ không được luôn. Mà nhiều người là chửi luôn mọi người, là cả đêm thấy thao thức. Mình nghĩ trong đầu là mình cũng đâu có phải là tề bạc gì lắm đâu mà chửi mình ghê vậy. Thôi nhưng mà cả mấy nghìn người xem mà người này người kia, đúng không anh chị em và các bạn? Hy vọng là cứ mọi người ủng hộ xe như em thế này là được này. Ngày nào cũng khách ở từ xa tới ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Và có một cái điều này nữa là cũng rất là nỗi buồn luôn. Đôi khi mà em quay xe để bán á mọi người, thì do số lượng mà khách chốt đông quá thì ai tới trước hoặc là người nào chuyển khoán trước thì được. Nên là những khách nào mà đến sau chưa nhận được xe thì cũng đừng buồn lòng em nhé. Thực sự là em không muốn luôn đâu. Thì tiếp tục là một chiếc E150 màu đen nhám mới về đổi đời 2018. Và con xe này thì đẹp như xe mới luôn. Giờ em quay buổi tối thì không thấy được độ đẹp của nó đâu. Xe vừa về vừa dừng đây luôn. 18.302 km,
xe em mua trực tiếp chú xe ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ luôn. Biển số 60F245204. Mà con này em sẽ bán với giá 29.500.000 đồng. Đấy, một chiếc AX150 màu đen nhám, rất chi là đẹp cao cấp luôn. Cái dàn này chắc sáng mai em lại phải quay xe lại nữa đây. Đấy, bây giờ xe về này phải đưa xe đi cắt. Anh đấy đang ngoài kia luôn đi. Và tiếp tục ở đây là một chiếc Hayate. Hayate này mọi người lưu ý là của nó là hai cái đèn nhá, hai cái đèn luôn này. Con này em bán với giá là 6.500.000 đồng. Hayate đời 2012, màu trắng xám nâu rất là đẹp luôn. Hai đèn là mẫu mới sau này, 59U1302-64. Giá bán 6.500.000 đồng. Nói chung em quay xe mà giống như đang chạy giặc á. Tại vì là hình như có cái hẻm này hẻm chung này, chuẩn bị gọi xe về đấy mọi người. Novo 9.000.000 đồng. Dán keo nguyên con và bây giờ thì em bữa hôm đóng bị cố lại đẹp rồi. Con lít này đẹp quá, 295 mới chạy cho được ngàn cây, 700 mấy chục cây. Em có con Hayate này 4.000.000 mấy này. Con Rim 2.000.000 mấy đâu anh Đoàn nhỉ? Giờ mẹ rồi đấy, tội nghiệp chưa. Đây một chiếc Rim 2.500.000 cho ai đang cần xe đi làm hồ này. Đó, yếu bình thôi nhá, 2.500.000 đồng có xe Rim đi làm. Trời ơi, xe êm như xe điện luôn nhá. Giá bán chỉ 2.500.000 đồng, 76V24074. Xe Trung Quốc nha mọi người, một chiếc Rim Trung Quốc. Hôm qua là khách xuống đối con Vixen 1.000 cây đây. Đó, Rim 2.500.000. Một chiếc Hayate đời 2011, máy êm thì thầm như xe điện này. Giá bán 4.800.000 đồng nhá. Tại vì quay buổi tối nó hơi mờ. Cái này chắc hết xăng hay là gì để không cần là nối đây. Máy rất chi là êm luôn nhá. Hayate máy êm như xe điện. Giá bán 4.800.000 đồng, đời 2012. Đấy, thì là hôm nay những cái. Rồi đây bây giờ em xin phép được quay mấy cái chiếc SH này cho khách coi ấy. Có hai chị đang hỏi này. SH này là phiên bán đặc biệt chìa khóa thông minh bảo đó đô, đó đen đô và mâm đen luôn. Con này thì chìa khóa thông minh và cuối 2017. Em bán giá xả lỗ cho tất cả anh chị em bạn bè gần xa với giá 37.500.000 đồng bao hồ sơ gốc. Và con bên này là biển số xeo đẹp này, 4646 chính chủ ký giấy luôn, đời 2018 này. Cũng là phiên bán đặc biệt luôn. Và để cho mọi người giá bán 48.000.000 đồng. Tìm cái gì anh? Tìm cái gì anh? Chắc nó trong đấy, chờ tìm tí đi. Đó thì hôm nay chắc là chỉ về những cái con đấy thôi chứ không có xe nào mới về nữa. Vario này, lít này, quay mở quá chả thấy gì, buồn ghê. Mỗi lần quay mà không rõ nữa, cho mọi người xem cũng thấy không vui nữa nha mọi người. Chứ không đừng nói là chuyện gì nhá. Đó, Hayate này, Hayate hai đèn này. Đó hết rồi đấy, nhưng hôm nay chỉ về những cái con đấy thôi. Thì anh chị em bạn bè yêu thương quan tâm con xe nào thì nhanh tay chốt đơn dùm em nhá. Nhanh tay liên hệ số điện thoại, số tài khoản của em này, 25291-7069 Nguyễn Thanh Đoàn, ngân hàng ACB. Mọi người chỉ chuyển khoản 1.500.000 hoặc 1.000.000 là giữ cọc để em đã giữ xe rồi. Thì xin chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn được bình an. Và bên em mua bán trao đổi các dòng xe cũ và vẫn bao ship toàn quốc cho tất cả anh chị em bạn bè luôn nhé. Mọi người hãy yêu thương, nếu yêu thương và ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn thì nhớ bấm đăng ký và giúp kênh của em với ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhé.